Từ năm 2019, mô hình trường học hạnh phúc được Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai và nhanh chóng được nhân rộng trong nhiều cơ sở giáo dục trên cả nước, trong đó có Thanh Hóa. Từ năm 2021 đến nay, nhiều trường học ở Thanh Hóa đã kiến tạo được môi trường hạnh phúc, chất lượng giáo dục ngày một nâng lên, cả học sinh và thầy cô đều cảm thấy thực sự hạnh phúc khi đến trường. Trẻ ở độ tuổi mầm non thường có sự hiếu kỳ, say mê tìm tòi và nghiên cứu thế giới xung quanh. Nắm bắt được điều này, trường mầm non Tân Sơn, thành phố Thanh Hóa đã xây dựng các tiết học theo hướng mở, lấy trẻ làm trung tâm. Các giờ học kết hợp hoạt động trải nghiệm, vui chơi, vận động, kết hợp tư duy khiến trẻ hứng thú hơn khi đến trường. Khi trẻ đến lớp thì các cô giáo đã lồng ghép được những cái kiến thức rất là đơn giản cho trẻ này, để cho trẻ hiểu này, và tạo ra những cái hoạt động lấy trẻ làm trung tâm để cho trẻ được học, được hoạt động, được trải nghiệm rất là vui. Và từ đó thì trẻ hiểu rằng mỗi ngày đến lớp là một ngày vui, và từ lớp học hạnh phúc và sẽ tạo nên một ngôi trường hạnh phúc. Tại trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông Đông Bắc Ga, thành phố Thanh Hóa, ngoài việc đầu tư xây dựng trường thật khang trang hiện đại, nhà trường đã tập trung xây dựng yêu thương, tôn trọng, chia sẻ và thấu hiểu giữa giáo viên với học sinh, giáo viên với giáo viên, với ban giám hiệu và các bậc phụ huynh. Khi niềm tin, sự đồng cảm được nhân lên, các mối quan hệ nhà trường, gia đình và xã hội được thắt chặt, góp phần giáo dục học sinh một cách bền vững nhất. Để xây dựng trường học hạnh phúc thì quan điểm của nhà trường là học sinh đến trường như con cái của các thầy các cô ở trong gia đình. Niềm vui, nỗi buồn gì đều chia sẻ với thầy cô để có thể tháo gỡ, đem lại niềm vui cho các con mỗi ngày. Các trường học trên địa bàn thành phố Thanh Hóa đã lấy 3 yếu tố cốt lõi: yêu thương, an toàn và tôn trọng để xây dựng một trường học hạnh phúc cho cả giáo viên và học sinh. Với phương châm học mà chơi, chơi mà học, nhiều tiết học ngoại khóa được kiến thiết để trang bị thêm các kỹ năng đời sống cho các học sinh. Ngoài ra, việc xây dựng môi trường giáo dục xanh, sạch đẹp, thân thiện và an toàn cũng được các nhà trường chú trọng triển khai. Qua cái việc giáo dục cho học sinh về trường học hạnh phúc thì nhà trường cũng thường xuyên tổ chức các hoạt động cho các em, như là hoạt động vui chơi giải trí, các hoạt động về văn hóa văn nghệ, các bài học STEM. Các em được xây dựng và hình thành những bài học STEM, từ đó các em làm ra những sản phẩm của mình. Ngoài các hoạt động trên lớp ra, con được các thầy cô cho làm các hoạt động như là rung chuông vàng, rồi là tìm hiểu thêm nhiều kiến thức mới, với là hội thi đọc sách. Nhờ các hoạt động đấy, con tìm hiểu thêm rất nhiều kiến thức cho môn học của con. Con cảm thấy là rất thích. Nhà trường đã tổ chức những sự kiện lãng mạn vui vẻ cho các học sinh. Con rất vui và hạnh phúc. Việc xây dựng trường học hạnh phúc là một hành trình dài, đòi hỏi sự thay đổi tư duy rất lớn từ phía nhà trường và gia đình. Mỗi sự thay đổi đó đều tác động hàng ngày, hàng giờ lên sản phẩm giáo dục, đặc biệt con người. Chỉ khi học sinh cảm thấy việc học của mình là ý nghĩa, ngôi trường mình đến là hạnh phúc, thì khi ấy mới phát huy cao độ năng lực tự học và tự sáng tạo của chính các em.